Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay tôi Ngộ Không Hà Nội quay cho các bạn xem bộ lông cọp để mặc cùng với cả bộ tôi Ngộ Không. Đây. Đây là phần khăn ở trên cổ này. Đây là hai cái bọc tay này. Đó, cái này là quấn ở dưới này. Đó, với cái bộ này thì sẽ làm cho cái bộ tôi Ngộ Không của các bạn độc đáo hơn. Đó, các bạn có thể thay đổi. Ok các bạn nha.